cũng nhận Phật. Nam mô Tát Sa Bà Ra Ma Tô A Ra Ha Tô Sa Ma Sa Bù Đa Sa. Nam mô Tát Sa Bà Ra Ma Tô A Ra Ha Tô Sa Ma Sa Bù Đa Sa. Nam mô Tát Sa Bà Ra Ma Tô A Ra Ha Tô Sa Ma Sa Bù Đa Sa. Bài hôm nay này cần phải học cái bài nó là thiền niệm về xác chết. Nói đến xác chết thì nó là một cái cây gớm, nó là một cái mà người ta kinh tởm nhất. Cái xác chết là cái mà người ta cảm thấy gớm ghiếc nhất. Xác chết lại là một trong những cái đề mục thiền quan trọng, những cái đề mục thiền rất là quan trọng. Bởi vì là chỉ có cái tính chất bất tịnh của cái xác chết, xác chết nên là xác chết của người ấy, không phải là xác chết của động vật đâu. Nên là xác chết của người thì cái tính chất bất tịnh của cái xác chết đấy nó sẽ diệt trừ, nó sẽ đè nén được cái dục tham, được cái tham ái, được cái tham dục, được cái tham đắm đối với cái xác thân của chúng sinh. Chúng sinh có cái tâm nó tham đối với cái xác thân rất là lớn, có thể mình tham ái với xác thân của mình, tham ái với cái xác thân của người khác. Chính vì cái nguyên nhân đấy khiến cho chúng sinh ở trong cái dòng luân hồi sinh tử rất là lâu dài. Và chỉ khi nào một cái người có thể ni tham nhàm chán mà diệt trừ được cái tham ái đấy thì mới có thể đi đến cái sự giác ngộ, đến cái sự giải thoát được. Và trong một trong những cái pháp thiền mà nó có cái tác dụng nó chế ngự một cách trực tiếp vào cái tâm tham ấy, vào cái tâm tham dục đó, chính là cái thiền niệm sát chết ấy. Nếu cái người nào mà muốn thực hành được giáo pháp thì cái người đấy ít nhất phải có cái sự kinh cảm về sự chết, có cái sự quán tưởng về cái sự chết rất là mạnh. Và nhất là cái người nào mà được trải qua cái kinh nghiệm thực hành thiền niệm sát chết thì cái tính chất bất tịnh đấy nó chế ngự được cái tâm dục tham một cách rất là mạnh mẽ. Nó sẽ hỗ trợ cho cái sự quán chiếu về cái sự vô thường. Cái sự niệm sát chết này nó làm cho bị nó thức tỉnh ra được cái tính chất vô thường của cái đời sống này. Vậy cho nên là một trong những đề mục thiền rất là quan trọng để đi đến giải thoát, đó là thiền niệm về sát chết. Đó là một đề tài thiền định. Đây là cái, trong số 40 đề mục thiền định thì có tới 10 đề mục thiền định liên quan đến sát chết. Trong Phật giáo có 40 đề mục thiền khác nhau, thì ngay cái thiền niệm sát chết này chiếm tới 1/4, chiếm 10 đề mục rồi. 10 đề mục thiền liên quan đến niệm sát chết. Thiền sinh về thực hành thiền quán bất tịnh về sát chết có tác dụng chế ngự tham dục, chứng đắc an chỉ. Và cái người nào mà thực hành cái thiền niệm sát chết này sẽ đắc được đến an chỉ định, đắc được sơ thiền, mức thiền cao nhất là đắc tới sơ thiền. Còn cái niệm về sự chết thì đắc cận định, đây là niệm về xác chết, một cái xác chết ở bên ngoài, một cái xác chết mà mình phải thấy trực tiếp bằng mắt, quan sát bằng mắt, chú tâm, chánh niệm tỉnh giác quan sát, sau đó mình mới nhắm mắt lại và mình mường tượng lại nó xong, và mình tập trung trên cái hình ảnh mà mình vẫn tưởng nhớ được đấy, mình chú tâm liên tục ở trên đấy, mình sẽ phát triển được một cái định.
phát triển được một cái an, một cái mức định thuộc về an chỉ định là sơ thiền. Đấy là cái tìm hiểu về niệm sắc chết ấy. Muốn thực hành thiền niệm sắc chết thì thiền sinh phải tập trung tâm tưởng nhớ đến một cái xác chết, một cái xác của người chết mà mình đã từng quan sát. Nếu mà một cái thiền sinh nào mà chưa từng được thấy xác chết ấy, thì không hành được cái thiền này. Cho nên cái thiền này bắt buộc này với một cái người nào phải từng tức là mình tận mắt chứng kiến một cái xác chết rồi, dù cái thời điểm mình chứng kiến đó là ở trong quá khứ cũng được, mình đã từng thấy cái xác chết nó rất lâu rồi cũng được, nhưng mà miễn là mình phải thấy nó một mình phải trực tiếp quan sát nó, mình phải thấy nó tận mắt thì bây giờ mình mới có thể thực hành được thiền niệm xác chết. Còn nếu mà ai từ nhỏ đến lớn mình chưa bao giờ được nhìn thấy một cái xác chết nào thì không hành được pháp thiền niệm xác chết đấy. Thiền niệm xác chết phải, cho nên là có những người hành thiền niệm xác chết là phải có một cái hành trang, đó là đi lên đường tìm kiếm xác chết, đi tìm kiếm xác chết để lấy đó làm đề mục để hành thiền. Kiếm được ra xác chết là không có đề mục để hành thiền niệm xác chết. Bây giờ ai thấy xác chết chưa? Không hết mọi người đều thấy xác chết rồi nào? Thì thực hành thiền niệm xác chết thì sẽ rất là dễ dàng. Ai mà chưa thấy thì sẽ rất là khó khăn. Đối với thiền sinh đã chứng đắc một tầng thiền, có hai cái hạng mà thực hành thiền niệm xác chết. Đó là một cái hành giả nó đã từng thực hành và đắc thiền rồi. Còn với một hành giả là chưa đắc thiền, có hai cái hạng thiền sinh đó. Một cái người ta đã đắc được tứ thiền hơi thở rồi, hay là tứ thiền một cái ca xin á nào đấy rồi, đã được đắc một đề mục thiền rồi, thì bây giờ thực hành thiền niệm xác chết này rất là dễ dàng. Vì đó chỉ cần nhập vào cái tầng thiền mình đã chứng đắc đó. Ví dụ như người đã chứng đắc được thiền hơi thở thì lúc đấy họ chỉ cần nhập vào tứ thiền hơi thở, sau đó nó hướng tâm đến cái ánh, đến cái xác chết mà họ đã từng thấy, thì cái xác chết nó sẽ tự động nó hiện rõ ra dưới cái ánh sáng của định. Dưới cái ánh sáng của định thì cái xác chết mà mình đã từng thấy nó sẽ hiện ra rõ ràng, và nó và mình tập trung trên cái xác chết đấy và cứ niệm xác chết bất định, xác chết bất định. Thế thì niệm liên tục như vậy thì chẳng bao lâu nó sẽ đắc thiền, chẳng bao lâu là mình sẽ bị đấy trong một thời thiền 1-2 tiếng là vì nó có thể đắc được sơ thiền rồi. Nhưng mà với một cái người sơ cơ, một cái người mà chưa từng chứng đắc một cái đề mục thiền nào và bây giờ mới bắt đầu tập thiền niệm xác chết này thì sẽ rất là khó khăn, bởi vì cái vị đó cứ tưởng nhớ đến hình ảnh xác chết xong cái nó tan đi mất, nhớ đến cái hình ảnh xác chết xong nó lại tan đi. Vì vậy nên là đối với người sơ cơ thì mình mà phải thấy một cái xác chết mà trong một cái thời gian rất là gần đây cơ thì hành nó mới dễ. Còn đối với mình đã từng tưởng nhớ lại những cái xác chết trong quá khứ lâu lâu rồi thì nó sẽ rất là khó. Vậy cho nên với người sơ cơ thì đi tìm một cái xác chết để quan sát cho nó thật kỹ, sau đó ngồi chú tâm tưởng nhớ đến xác chết thì nó sẽ nhanh đắc thiền hơn. Hoặc là nếu như mình đã từng thấy ở trong quá khứ mà cái xác chết đó nó, mình vẫn còn thấy, mình còn có cái sự kinh cảm, cái tâm của mình nó vẫn còn nhớ rõ hình ảnh của cái xác chết đấy, thì nó vẫn có thể làm cái đề mục để hành thiền được. Nhất là mình đi đến những cái nhà xác ấy, thì sẽ có rất nhiều xác chết ấy. Ai mà hành thiền thì tìm đến nhà xác, những cái nơi người ta ướp xác thì cũng được, nhưng mà nó không tốt lắm, bởi vì khi ở những cái nơi ướp xác ấy thì cái xác này nó không có cái quá trình phân hủy, không có cái sự thối rữa. Thì cái sự mà kinh cảm ấy nó không cao, mà nhất là cái xác chết nào nó được để ở ngoài tự nhiên ấy và nó cũng trải qua cái quá trình phân hủy, nó thối rữa mà nó có nhiều giòi bọ mà nó có mùi hôi thối khủng khiếp ấy,
thì cái xác chết đấy nên mới mình quan sát cái xác chết đấy, sau đó thì mình thực hành thiền, mình tưởng nhớ lại thì nó sẽ khởi lên cái kinh cảm nhanh hơn và mình đắc định nó sẽ nhanh hơn. Vậy cho nên là kiếm được một cái xác chết tự nhiên là tốt nhất. Có 10 tướng bất tịnh của xác chết. 10 tướng bất tịnh này nó trở thành 10 đề mục của xác chết. 10 cái đề mục của xác chết hay là nó 10 cái giai đoạn biến hủy, cái giai đoạn mà nó đang bị hủy hoại của xác chết này, nó có 10 cái tướng trạng khác nhau. Và mỗi một lần ấy, một thiền sinh mình chọn một tướng đó. Mình chỉ quan sát đến một cái tính chất của cái xác chết này, một cái tướng trạng của xác chết này. Đấy, thứ nhất là cái tướng chưa phình trương, như một cái xác mới chết nó sẽ phình trương lên, trương phình lên. Khi mà chết được một hai vài ba ngày nó bắt đầu bụng căng căng lên, bắt đầu da thịt nó nở ra, nó phình lên, mọi thứ bắt đầu nó chuẩn bị thối, nó phình, xác chết phình trương. Cái giai đoạn này nó xác nó phồng này, phồng lên. Thì mình lúc đấy mình quan sát cái tính phình trương của nó. Đấy. Hoặc là bây giờ mình chọn một cái tướng khác, tướng bầm xanh. Là cái thây chết nó có những cái chỗ nó biến đổi màu sắc. Nó trên cái da rẻ của người chết ấy, nó trở thành cái màu xanh hoặc màu đen. Màu xanh hoặc màu đen, đen, đen sạm lại. Thì đấy là cũng là một cái đối tượng. Thì mình lúc ấy mình chỉ chú tâm và mình tập trung vào mình tưởng niệm xác chết bầm xanh, xác chết bầm xanh. Hoặc là xác chết phình trương thì mình chỉ để ý đến cái tính chất phình trương của nó. Xác chết phình trương, xác chết phình trương. Hoặc là mình để ý đến cái tính máu mủ, cái tính mưng mủ. Xác chết nó mưng mủ đi. Có những chỗ bị nứt ra nên là máu mủ nó chảy ra. Thì mình để ý tập trung mạnh vào cái chỗ đấy. Xác chết mưng mủ, xác chết mưng mủ, xác chết mưng mủ. Mình cứ tập trung. Hoặc là có người thì để ý vào cái tướng nó nứt nẻ. Thay chết nó nứt nẻ, nó tan vỡ ra. Ví dụ như là có những cái xác chết thì nó nhẹ ra, nhưng mà nó há mồm ra. Có cái thì nó lục bung bụng ra, nhưng mà nó lòi ruột ra ngoài. Nên có những cái chỗ thịt ở trên nó nứt nẻ ra. Mình để ý vào những cái đấy, xác chết nứt ra, xác chết nứt nẻ, xác chết nứt nẻ. Đấy, có những cái, có, hoặc là mình gặp một cái xác chết mà bị những cái con những cái con gì đấy nó ăn. Đôi khi có những cái xác chết như trôi sông bị cá nó rút rỉa, nó ăn hết một phần. Thì lúc ấy nó xác chết gặm khới, hay là có những cái xác chết ở trong rừng ấy bị những con diều hâu, những con quạ hay là con chồn nó ra nó gặm nhấm, nó ăn bớt được một phần rồi. Thì cái đấy, cái xác đấy làm đối tượng cũng được. Xác chết bị gặm khơi, xác chết bị gặm khơi. Okay. Đối tượng là xác chết rã rời. Có những cái xác chết lâu ngày rồi thì nó rời rạc, nó tan tác. Nó tan tác, hay là có nhiều những cái con chồn, con chó nó đến nó cắn. Nó cắn cho rách chân tay rụng rời ra rồi. Thì quán chiếu là một cái đống xương thịt đấy, niệm xác chết rã rời. Còn có những xác chết thì khá lâu ngày rồi thì nó tan tác. Nó tan tác, nó thành từng mảnh, nó rơi vương vũ này. Chỗ này, chỗ kia một chút. Thì gọi là xác chết phân tan, xác chết phân tan. Có những xác chết thì máu me, tuét tuét. Máu me linh láng thì gọi là xác chết chảy máu. Có xác chết thì dòi bọ nó đến rút tiền thì mình quan sát cái tính dòi bọ đi, cái xác chết bị dòi bọ, bất tịnh xác chết dòi bọ, xác chết dòi bọ. Và 10 nữa là xác chết lâu ngày rồi thì nó phân hủy hết phần xương thịt, phân hết cái phần da, phần thịt, nó còn lại mỗi bộ xương trắng. Thì lúc đấy thì mình chú tâm và mình tập trung và mình quan sát bộ xương. Thì cái tính chất thực của cái 9 cái đề mục ở trên thì nó là 9 đề mục thiền niệm, gọi là cửu tưởng quán. Ở trong kinh Tứ Niệm Xứ lại có 9 cách quán về xác chết ấy. Thì nó là 9 cái trên, từ cái đoạn bọn trở nên cái đầu. Và đến cái đề mục thứ 10 là tướng bộ xương. Thì cái đề mục này nó cũng nằm vào trong cái pháp thiền
thiền quán bất tịnh. Cho nên mình gộp nó vào thiền niệm sát chết được, mà mình tách riêng ra thành cái đề mục là thiền niệm bộ xương cũng được. Vậy thì cái này nó cũng giống nhau, quán bộ xương này với quán sát chết thì nó cũng như nhau thôi. Thì nó cũng là một cái đối tượng xác chết lâu ngày bị phân hủy hết cái phần da thịt thì nó còn lại bộ xương. Cái bộ xương này thì nó tồn tại lâu hơn, cho nên là nó dễ thoái hơn. Là cái văn hóa Việt Nam mình là hay đi cải táng cho ông bà, thì lúc đấy lập cái quan tài lên sẽ thấy cái hình dáng bộ xương còn nguyên si nguyên vẹn từ đầu đến chân, thì vì xác chết được chôn ở dưới đất nó còn nguyên vẹn vậy. Mình tập trung, mình chú tâm, mình quan sát cái bộ xương đấy thì trở thành một cái đối tượng thiền, tướng bất tịnh về bộ xương. Đấy là 10 cái đề mục của cái thiền niệm tử thi này, 10 cái đề mục của thiền niệm xác chết này. Nếu ai mà đã từng thấy 10 cái đề mục đấy rồi thì mình không cần phải mất cái thời gian đi tìm kiếm nữa, đi tìm kiếm cái đề mục nữa. Còn nếu mà ai mà chưa từng thấy những cái xác chết như vậy, hoặc là mình thấy nhưng mà mình không quan tâm, mình không để ý, mình thường thường cái tâm lý của mọi người ở trên đời nó cứ thấy cái xác chết là sợ hay bỏ chạy, hoặc là mình nhắm mắt mình không dám nhìn. Đại đa số là như vậy, đại đa số mọi người là cứ thấy xác chết là không có dám nhìn lâu, mà hay có nhát nhát và sợ, giống như trong xác chết nó có ma cái gì mà mọi người cứ sợ. Thực ra thì khi mà một cái người chết rồi chạy cái tâm thức này, sau khi mà chút hơi thở cuối cùng một cái đi đầu thai sang kiếp sống ngay, nó không còn ở đấy nữa, thì cái xác ấy nó chỉ là một cái dạng vật chất. Thì lúc ấy nó chỉ còn lại mỗi một cái sắc, đó là thời sắc, do thời tiết sinh. Thì cái xác chết ấy nó hoàn toàn trở thành vật chất, nó cũng giống như là một đống đất ấy, hay là nó giống như là một cái cây chuối, một cây củi thôi, nó không có cái gì mà để cho mình đáng phải sợ cả, không có gì sợ hết, giống như xác con chuột chết vậy thôi. Cho nên là mình thấy xác chết thì mình phải nhìn thấy xác chết thì mình phải thấy là giống như được vàng. Mình đến mình ngắm nghía, mình đến mình chăm chú, mình đến mình nhìn, mình đến mình quan sát. Vì rất là ít khi thấy được, cho nên là đừng có sợ xác chết được thì mới tu được thiền niệm xác chết. Khi nghe nói ở một cái nơi nào đó có một cái xác chết thì hãy chuẩn bị một vài công việc trước khi khởi hành đến đó để tu tập. Là trong cái bài kinh Đức Phật dạy về cái thiền niệm xác chết thì nó hay phù hợp với cái văn hóa của Ấn Độ, và đối với văn hóa Việt Nam hay là của Trung Quốc này thì nó sẽ có nhiều cái nó hơi khó khăn, nó hơi khác. Ví dụ như là bên Ấn Độ thì nhất là thời xưa, thời bây giờ cũng còn nhưng mà ít, thời giờ thì người ta hay quăng xác chết xuống sông Hằng. Ví dụ bây giờ ai mà muốn thấy xác chết cứ ra trong hàng ngày nào cũng có. Một ngày người ta ném đấy là hàng trăm cái xác chết ấy. Người ta thì có người nào mà nhà nào giàu ấy, thì họ mới có tiền họ mua củi họ đốt thành tro để họ bán xong. Họ đốt họ cũng chất ngay ở bên cạnh trong hàng này, họ đốt xong thì họ tung chỗ. Có nhà nào mà không giàu lắm ấy thì mua củi nhưng mà không đủ tiền mua đốt, cũng nó chưa cháy hết, đôi khi nó cháy được một phần. Còn một phần thì chưa cháy hết thì họ cũng quăng xuống sông hay là cá nặng nó ăn. Còn có những cái người ta nghèo thì người ta không có tiền để mua củi để đốt nữa, thì đến khi chết người ta nhờ mấy người thân thì là bó vải lại xong rồi ném luôn xuống sông, vậy là xong, không cần phải chôn cất gì hết. Và bây giờ mà đi đến cái khu vực sông Hằng thì mình sẽ thấy những cái người ta mắc những cái bệnh nặng, hay là những cái người ta già cả rồi, người ta đến đấy người ta chờ chết, người ta nằm trong trực đài ở đây, người ta nằm để người ta chết. Mà bên đấy người ta có quan niệm khi chết được chết ở dưới dòng sông Hằng này thì người ta sẽ gột rửa được các cái tội lỗi, thì người ta theo cái quan niệm của cái đạo Hindu, cái sông Hằng là cái dòng sông thần thánh rửa được lỗi lầm. Nên ai sống ở trên đời hay có nhiều tội lỗi đến lúc chết thì cứ được về sông Hằng rửa tội,
nên là được sanh về thiên giới, cho nên ở trong làng ngày nào cũng có xác chết được, chết mùng bảy. Hoặc là có người ở trên thành phố, ở nơi nơi đồi núi thì người ta không có mang được xuống trong, thì người ta quăng vào trong rừng. Cứ có người chết thì người ta đem vào trong rừng, người ta bỏ. Hoặc là có khi người ta bỏ lên trên đỉnh núi, trên đồi cho kiên kê nó để nó ăn. Thì người ta có thể ở Tây Tạng thì người ta cũng có cái cách hỏa táng, người ta đưa lên đỉnh núi, người ta gọi kiên kê nó đến, con kiên kê nó đến nó ăn, chết một lúc sau nó ăn hết sạch rồi. Hoặc là người ta vứt vào trong rừng cho sói ăn. Thì ở bên đấy thì cái việc mà đi quan sát một cái xác chết thì nó dễ hơn, nó dễ dàng, nó không khó khăn. Còn ở Việt Nam cứ chết cái nó đem chôn, đem chết cái đem chôn, thì cái việc mà thực hành được 10 cái đề mục thiền niệm về xác chết này nó sẽ rất là khó, bởi vì mình không biết tìm ở đâu ra những cái đối tượng mà nó tương tự như vậy. Bởi vì thường thường là người chết một cái là người ta mang đi chôn luôn, nó chưa đến cái giai đoạn là chương trình đi. Nó chỉ vừa mới chết hôm trước, hôm sau người ta bỏ gói xong, người ta bỏ vào con tàn, người ta mang đi chôn rồi. Nếu như mình mà có đến xem thì cũng chỉ xem được cái giai đoạn mà cái xác cái nó vừa mới chết thôi, và mình không có thể xem được cái giai đoạn mà cái xác cái nó trương lên, nó xanh bầm lên hay là nó bị thối rữa, nó sẽ hơi khó đối với những cái văn hóa ở Việt Nam mình thì thực hành pháp thiền này. Thì mình phải cũng vẫn thực hành được, miễn là mình nhìn thấy một cái xác chết thì mình vẫn thực hành được. Chẳng khi mình quán thì mình phải kết hợp giữa cái xác chết mà mình đã từng thấy với những cái trí mình tưởng tượng thêm ra nữa, thì nó cũng thành những cái đề mục thiền này. Vì vậy cho nên là cái việc quan trọng nhất ấy, vấn đề vẫn là phải thấy được, đi tìm được một cái xác chết để quan sát, để quan sát cho rõ ràng. Khi khi mà mình chủ động đi quan sát một cái xác chết thì Đức Phật dạy rằng một vị tỳ kheo muốn đi ra nghĩa trang để quan sát cái xác chết, để tu tập về cái đề mục thiền niệm xác chết ấy, thì vị đó phải báo cho một cái vị đồng phạm hạnh biết. Ví dụ ở trong một ngôi chùa, vị đó phải báo cho một cái vị lớn, một cái vị trưởng lão biết rằng thưa ngài, hôm nay tôi đi ra nghĩa trang để quán tử thi, để quán nghĩa địa. Nếu mà đến cái giờ cuối ngày mà không thấy tôi về thì có thể tôi đã gặp một cái chuyện rủi ro gì đó trên đường. Bởi vì khi mà đi quán niệm cho chết, ra nghĩa trang quan sát có rất nhiều sự rủi ro có thể xảy ra, nhất là đối với niệm thời xưa. Vì khi mà những cái nơi nghĩa trang đấy là nơi người ta bỏ xác chết, thì một là sẽ có nhiều các loài thú dã thú nó sẽ tìm đến đấy để nó ăn thịt, và cái người đi đến để quan sát xác chết có thể gặp nguy hiểm ở trường hợp đó. Và có những phi nhân, có những cái loài phi nhân quỷ thần nó ăn xác chết, nó cũng đến đấy, và những cái người đến đấy cũng có thể gặp những cái điều không tốt. Vì vậy cho nên là phải báo trước để cho ở trong chùa biết rằng là vị đó đi đến cái nơi nghĩa địa để quán tử thi rồi, mà đến giờ mà chưa thấy về là một là sẽ cử người đi tìm, mà đi tìm mà không thấy thì cũng biết rằng cái chuyện gì đã xảy ra với vị đấy, cho nên là phải trông chờ thông báo cho một người biết mình đã đi ra nghĩa địa để đi quan sát tử thi này. Thứ hai nữa là khi mà ra đi phải có một cái tâm rất là dũng cảm, rất là dũng mãnh, rất là tự tin, ra đi giống như một vị tướng quân đã trận. Chứ mà đi mà cứ sợ ở trong lòng thì cái tâm lý đấy nó sẽ làm cho bị dao động mà nó không thể nào tập trung được. Cho nên là cái vị mà là cái người mà quán sát chết này phải là một cái người có cái tâm không biết sợ là gì, không có sợ nghĩ đến chuyện là sợ ma hay là sợ phi nhân, sợ thú dữ, không có sợ gì hết. Một mình đi là phải đi một mình, không bầu bạn. Vậy đối với cái pháp thiền này là thế, đã đi thực hành thiền là phải đi một mình, chứ còn mà bảo rủ một người bạn đi cho nó vui, đi cho yên tâm mà không ấy được, không có mình chú tâm được. Vì nếu mà có hai người đã đi là sẽ nói chuyện,
hai người đi là sẽ bàn tán nói chuyện để mình đến đấy thế này thế kia, và cái tâm nó sẽ bị dao động. Cho nên là khi mà đi hành thiền tốt nhất mình nên đi độc cư, đi một mình, đi một mình không bầu bạn, không có bỏ bạn gì hết, càng một mình càng dễ tu. Tu kéo bạn bè đi nữa là mình không có đạt được đạo, không có đạt được cái thiền. Đi một mình không bầu bạn, tâm an trú chánh niệm không có hướng ngoại. Khi mình đi thì mình không có được nghĩ, không có được quan sát những cái đẹp, những cái hay, hay là thấy ở trên đường nó có cái gì nó vui, đến xem ngó chỗ này ngó chỗ kia, trong trời trong đất trong mây, thì cái đấy là hướng ngoại. Cái sự hướng ngoại đấy thì tâm nó cũng không nhất tâm, mình cũng không đạt được. Vì vậy cho nên là tâm phải chánh niệm, tâm lúc đấy chỉ tập trung đến cái xác chết mà mình đang đi tìm kiếm được, đến cái đề mục thiền mà mình đang đi tìm kiếm. Nhưng mình không có suy nghĩ mông lung, không có vọng tưởng chuyện quá khứ tương lai gì hết. Đây là một cái khía cạnh nữa, và cần tránh những chướng ngại ở trên đường đi. Ví dụ như là mình mà biết là ở cái nơi nào có phi nhân thì mình tránh, đừng có đi đến gần cái chỗ đấy. Mình nghe nói ở cái núi này nó có nhiều phi nhân lắm ở, thì mình không nên đến. Phi nhân rất là đáng sợ và nguy hiểm. Thú dữ, mình nghe nói là ở cái nơi nào mà nó có nhiều thú dữ thì mình cũng không nên đến, không nên đến cái nơi mà có nhiều thú dữ đấy. Mình biết là cái nơi đấy nó có xác chết, nhưng mà ở đấy có nhiều phi nhân, nhiều người đến đấy hay gặp những cái rủi ro thì mình chưa có đến. Ở nơi nào mà có xác chết nhưng ở nơi đấy có nhiều thú dữ thì mình cũng chưa có đến, phải tìm đến cái nơi nào yên tâm. Ở nơi nào có nhiều người khác phái, ví dụ như trên đường đi mình gặp những người khác phái, những người nam đi mà gặp những người nữ, hay là người nữ gặp người nam thì phải tránh, không có bắt chuyện, không có nhìn, không có ngó, không có niệm, thì cái đấy nó mới giữ được cái tâm định tĩnh. Nên cần, đấy là những chướng ngại cần phải trừ khử trên đường đi, sau đó mới bắt đầu mới đi đến cái nơi có xác chết. Nhưng mà đến nơi có xác chết thì mình không nên đứng ở cuối gió, thì vì đứng ở cuối gió cái mùi hôi thối sẽ bay thẳng vào người mình. Không nên đứng ở đầu gió, vì các vị phi nhân ấy họ cũng đứng ở đầu gió. Những cái phi nhân người ta ăn xác chết, người ta cũng đứng ở đầu gió mà mắt mình không nhìn thấy, mình đứng đấy mình sẽ gặp, mình sẽ làm người ta khó chịu. Đấy, nên vậy cũng không đứng quá xa, quá xa thì nhìn không rõ, cũng không đứng quá gần. Đấy, gần quá thì mình nó cũng bất tiện cho quan sát. Không nên đứng ở trên đầu, không đứng ở dưới chân. Đứng ở trên đầu thì mình sẽ quan sát được rõ ở phần trên mà không có rõ ở phần dưới. Đứng ở dưới chân thì mình quan sát rõ ở dưới mà không quan sát rõ ở trên được. Đấy, cho nên là đứng ở khoảng giữa, đứng ngang ngang người, đứng ngang ngang cái người đây để mình quan sát, đứng ngang ngang cái xác chết. Đây là quan sát, là mình sẽ quan sát được rõ nhất từ đầu đến chân, từ chân đến đầu. Giờ mình xem mấy vị sư Thái Lan đi quan sát xác chết cũng xem. Có một cái xác chết đây. Các vị đi quan sát thì họ đứng ngang ngang người, đứng ngang ngang đi quan sát đây. Quan sát từ đầu đến chân, chân đến đầu. Này nó ở trong nhà. Quan sát ngắm cho thật kỹ, xong là mình nắm bắt đến một cái tướng nào đấy trong 10 cái tướng đấy. Mỗi một lần đi quan sát mình chỉ chú tâm đến một tướng thôi. Một tướng trong 10 tướng, ví dụ mình để ý tướng phình trương, mà cái xác này nó chưa phình trương thì để ý cái gì? Cái tiếng nó bầm xanh, tức là nó đã thâm tím lại rồi, nó đã đen ngòm lại rồi. Mà mình thấy cái xác này nó chưa đen ngòm thì mình để ý cái tính khác, cái tính mà nó rã rời, nó phân mủ máu ra đây, để cái để ý đến cái tướng trạng nào đấy mà mình thấy nó kinh cả, nó có đặc tính của cái sự chết nó hiện rõ ra đấy, là mình chú tâm quan sát cái đấy. Mình thấy cái xác này nó còn tươi quá, chưa kinh cảm thì quan sát một cái xác nó thối hơn. Thì quan sát cái xác này thì nó sẽ ấy hơn rồi, cái xác này nó đã chín hơn rồi, nó đã thối hơn một chút. Đấy là nó có cái sự phình trương ấy. Nếu bây giờ mình mà thích cái tướng phình trương thì mình để ý là xác chết phình trương, xác chết phình trương. Đấy nó trương lên đấy,
bụng nó trương lên này, người phình lên này, to như con trâu, chân tay toàn người này nó phình hết này, hoặc là mình để ý vào những cái tính khác, để ý vào những cái tính bầm xanh này. Đấy, cái tính mà nó đen, đen ngòm này, bầm tím vào đây, xác chết tím bầm, xác chết tím bầm, trên tím bầm, mình để ý vào cái tính chất nào cũng được, nhưng mà mình quan sát cho nó kỹ, từ đầu đến chân, chỗ nào nõm xuống, chỗ nào nổi lên. Đấy, miệng, cái mũi, cái mắt này, nõm xuống, chỗ nào nó trương lên, nên quan sát cho thật kỹ, hay là mình quan sát cái tính dòi bọ thôi, xác chết dòi bọ, xác chết dòi bọ, mình quan sát một cái đặc tính nào đấy, chú tâm vào một cái đặc tính, mình ghi nhớ một đặc tính thôi, và mình nhắm mắt lại mà mình còn hình dung ra được cái xác chết này là thành công rồi. Nếu bây giờ mình mở mắt rồi mình nhìn xác chết ấy, mình niệm xác chết, xác chết, xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh, sau đó mình nhắm mắt lại mà mình vẫn nhắm mắt lại mà mình vẫn còn thấy hình ảnh xác chết này hiện ra trong vòng 5 phút, 10 phút, 15, 20 phút, 30 phút, 1 tiếng liên tục mà xác chết này nó không tan đi, nó vẫn còn nguyên là thành công. Còn với một người mà chánh niệm mà yếu ấy, thì mình cứ nhắm mắt vào để nó hiện ra được 1-2 phút rồi nó lại tan đi mất, thì lúc ấy lại phải mở mắt ra lại nhìn, nhìn xong lại nhắm mắt vào, xong lại niệm xác chết, xác chết, xác chết. Thế khi nào mà cái xác chết này nó tan đi thì mình lại mở mắt ra nhìn tiếp. Thế nên cái người nào mà chánh niệm mạnh thì nhìn sơ qua một cái là mình nhắm mắt lại, mình hình dung cái xác chết này nó sẽ không bị tan đi, thì mình sẽ rất là nhanh đắc thiền, một chút là đắc thiền. Cái người nào mà chánh niệm yếu thì nhắm mắt vào nó quên đi mất, nhắm mắt vào một cái là nó lại cái hình ảnh nó lại biến đi mất. Thì cái người đấy phải cứ nhắm mắt rồi lại mở mắt, xong rồi lại mở mắt ra nhìn, xong lại nhắm mắt vào hình dung, nên xong lại lúc nào nó quên đi lại mở mắt ra nhìn, xong lại nhắm mắt vào hình dung, cứ cho đến khi nào mà cái tâm của mình nó thuần thục mà nó không còn bị quên nữa, lúc bất cứ lúc nào mình nhắm mắt lại thì mình cũng thấy được cái hình ảnh xác chết nó hiện ra, mình tập trung trên cái hình ảnh mà xác chết mà mình nhớ được ấy. Đấy, thì là nó sẽ xuất hiện nimitta, ánh sáng nó sẽ xuất hiện xung quanh cái xác chết ấy, nó cứ từ từ nó sáng này, nó sáng này, cái nó càng sáng bao nhiêu thì cái hình ảnh xác chết nó càng hiện ra rõ bấy nhiêu, nó hiện ra rõ ở trong tâm. Còn lúc mình quan sát bằng mắt, nhưng còn lúc hành thiền là mình quan sát nó bằng tâm, quan sát nó bằng tâm và mình nhất tâm ở trên nó, thì bắt đầu nó sẽ tỏa sáng rực rỡ lên, nó tỏa sáng nó rực rỡ lên đến đâu thì cái hình ảnh xác chết thì nó sẽ hiện ra rõ ràng đến đây. Và lúc ấy mình cứ tập trung vào đấy, mình sẽ đắc thiền. Và cứ nó cứ cái xác chết này nó cứ mình chú tâm ở trên nó bao nhiêu, mình cái tâm của mình thể nhập với cái xác chết này bao nhiêu, thì lúc đấy tất cả những cái tham dục tham ái ở trong người bắt đầu nó xua đuổi đi hết, nó tan đi hết, nó chế ngự, nó đè nén được hết, mình cảm thấy nó kinh cảm, cảm thấy nó ghê gớm đối với cái xác thân này. Xác chết phình trương, bây giờ nhận dạng tướng phình trương, quan sát những vật xung quanh xác chết. Bây giờ để mà ghi nhớ được xác chết thì nó có 11 cách để quan sát. Ví dụ như là quan sát được cái xác chết đấy nó nằm cạnh cái gì. Ví dụ nó nằm cạnh tảng đá thì mình quan sát đây là tảng đá, đây là tướng phình trương. Hay nó nằm bên cạnh cái cây, gốc cây thì mình phải quan sát đây là gốc cây, đây là tướng phình trương. Không những mình quan sát cái xác đấy mà mình phải để ý xem cái xác chết đấy nó nằm ở chỗ nào, nó nằm bên cạnh cái gì, nó nằm lên trên cái gì, nó nằm xung quanh nó có những cái gì để mình ghi nhớ. Mình ghi nhớ như vậy thì đến khi mình trở về mình quên chẳng hạn, thì mình hình dung lại mà cái lúc đấy là cái đầu của cái xác này nó nằm ở cái phía này, cái chân nó nằm ở phía kia, cái bên cạnh nó là có cái này, bên cạnh nó có cái kia. Mình nhớ đến cái đấy tự nhiên mình nhớ lại được xác chết. Cho nên là muốn quan sát cái xác chết mình quan sát cái xác chết đấy nó nằm ở bên cạnh cái gì, bên cạnh nó có cái gì, bên cạnh nó có tảng đá, bên cạnh đó nó có cây cối, hay là bên cạnh đó nó có cái gì đó, thì miễn là mình phải ghi nhớ cả cái đấy nữa để đề phòng khi mình quên mình nhớ lại, mình gợi nhớ lại một cái thì là nó sẽ nhớ ra ngay. Còn mình chỉ để ý vào mỗi cái xác chết không mà mình không đề phòng đến lúc mình quên rồi đi tìm xác chết là nó không còn nữa, vì xác chết nó không tồn tại nữa đâu, nên người ta đã chôn mất rồi, hoặc là có những cái con dã thú nó ăn mất rồi, mất để mục luôn, không hành thiền được. Vậy cái ghi nhớ rất là quan trọng. Ghi nhận theo 11 cách này, màu sắc
màu sắc của xác chết, nó là người đó chết da đen hay là da trắng, là da vàng, người chết là da gì, đặc điểm xác chết là người trẻ hay là người già hay là người trung. Những cái tướng trạng này mình cũng phải ghi nhớ. Thế như đây là xác chết của cái người có da đen, da trắng, da vàng khác, người trẻ khác, người già khác, hình dáng, cái đầu, cái cổ, cái ngực, cái bụng, cái chân, cái tay. Mình ghi nhớ từng các cái phần đó. Đầu nó như thế nào, cổ nó như thế nào, ngực như thế nào, tay, chân, bụng nó làm sao. Mình ghi nhớ, phương hướng từ rốn lên là phương dưới, từ rốn trở lên trên là hướng trên. Mình ghi nhớ, mình quan sát từ nửa trên, nửa dưới. Định xứ, bàn tay ở chỗ này, ở chỗ kia, cái đầu chỗ này, cái bụng chỗ kia. Giới hạn, đây là ranh giới của tay, ranh giới của chân, của thân thể. Mình ghi nhớ từng phần, phần đầu nó nằm ở đây, chân nó nằm ở đây, tay nó nằm ở đây, người nó nằm ở đây. Những chỗ nối, có 14 chỗ nối, khớp tay, ba khớp ở tay, ba khớp ở tay trái, ba cửa ống chân phải, ba cửa ống chân trái. Để ý các cái chỗ khớp, khớp tay, khớp chân, mình, chỗ vai này, chỗ đầu gối này, cổ trỏ, chỗ bàn tay này. Đấy là những cái chỗ nối, để ý vào các cái khía cạnh đấy, để ý ở chân cũng vậy, trên này đầu gối này, ở dưới cái mắt cá chân, nó là những cái chỗ nối, để ý những cái chỗ đấy thì nó ghi nhớ nó cho nó kỹ. Một ở khớp và xương cổ đấy là chỗ nối cổ, một khớp và xương thắt lưng, cái chỗ xương chậu đấy, để ý mấy cái chỗ đấy, nó gọi là những cái chỗ nối. Những cái chỗ nối này nó hay đứt. Những chỗ nở ra như là chỗ hồng ở giữa cánh tay, cánh chân, chỗ hồng ở bụng, chỗ hồng ở lỗ tai, ví dụ như là ở miệng, há miệng này, nhìn thấy, hay là cái mũi mà nó bị, nó thành một cái nỗ, nó cái mũi mà nó bị ấy rồi, bị phân hủy đi rồi, hay mắt, cái mắt mà nó tan đi rồi, nó tạo thành một cái lỗ hồng ở mắt, lỗ hồng ở mũi, lỗ hồng ở miệng. Nên là những cái chỗ mà nó nõm, chỗ nồi, chỗ nõm ở các cái hốc mắt, hốc tai, hốc mũi, hốc miệng, chỗ nồi ở đầu gối, ở ngực và xung quanh, và những cái vật ở xung quanh xác chết đấy, quan sát một cách quan sát đấy. Có nghĩa là mình phải quan sát cho nó kỹ kỹ, ghi nhớ tốt tốt là được. Để tâm ở chỗ nào mà có tướng phình trương rõ ràng và niệm phình trương, hoặc là xác chết phình trương, để ý mình niệm, mình chú tâm vào một cái đối tượng nào thì mình niệm cái đối tượng đấy, xác chết phình trương, xác chết phình trương, anh cứ niệm liên tục như vậy để cho cái tướng phình trương của xác chết nó hiện rõ ràng. Khi thì với mắt mở, khi với mắt nhắm, tưởng nhớ đến cái tướng ấy. Khi nào tướng phình trương hiện rõ trong tâm thì hành giả trở về ngồi chỗ yên tĩnh và tiếp tục phát triển tướng ấy cho đến khi đắc sơ thiền. Khi nào quan sát thật kỹ rồi, có được cái sơ tướng rồi thì lúc đấy mình trở về, có được cái sơ tướng là lúc đấy mình tập trung mà trên cái hình ảnh xác chết nó không tan đi nữa. Mình nhắm mắt lại mà mình hình dung mà cái hình ảnh xác chết nó không còn tan đi, là mình thấy nó càng lúc nó càng tỏa sáng, nó có cái ánh sáng mờ mờ nó xuất hiện ở trước mặt, thì là lúc đấy là mình đã có sơ tướng rồi. Phải thấy được cái ánh sáng mờ mờ ấy. Tức là người hành xác chết nên là phải hành trong cho đến khi nào thấy được sơ tướng ấy thôi. Sơ tướng là mình phát triển được một cái định ở mức yếu yếu ấy, thì lúc đấy mới được quay trở về, để về trong cái thiền đường mình ngồi thiền, cho nó mình tưởng nhớ nữa, nó sẽ nhớ lại được cái xác chết ấy. Mục đích của cái sự quan sát các cái tướng trạng như vậy, quan sát những vật xung quanh tử thi để tránh nhầm tưởng những thứ đó là tử thi đứng dậy hay chuyển động. Đấy, có những cái mà mình quan sát những cái vật ở xung quanh cái xác chết đấy nữa, nó cũng có để cho mình đề phòng, là mình còn nghĩ là ô cái xác chết này nó đang, tại sao nó lại nhúc nhích, nó lại đứng dậy. Đấy, mà thực ra thì nó có thể nó là một cái cây, một cái chùm cây nó ở bên cạnh nhá, nó có cái ngọn gió nó thổi rung rung như cả, mà cái người nào mà nhát gan thì ôi cái xác chết này nó đang chuẩn bị đứng dậy, lúc ấy bỏ chạy sợ. Thì lúc ấy mình phải quan sát kỹ à, xung quanh cái xác chết này nó có cái đất, nó có cái này, nó có cái kia. Đến khi mà mình có thấy nó rung rung, nó chuyển động thì mình biết không phải là xác chết chuyển động,
đấy, mà là nó là do những cái cây có những cái vật đấy nó chuyển động. Quan sát theo 11 cách để mình buộc tâm ở những cái chỗ đấy, quan sát con đường đi và về có mục đích, theo dõi tâm, theo dõi dấu để mục thiền. Và khi mà mình đi, khi mà mình đi đi đến cái chỗ có xác chết thì mình cũng để ý con đường, quan sát con đường đến cái chỗ này nó kẹo trả phải, cái chỗ này nó kẹo trái, cái chỗ này nó kẹo, để mình đề phòng đến khi mình về mình bị quên cái xác chết đấy, nó quên thì mình lại phải mường tượng lại con đường đấy, mình phải tưởng nhớ lại cái con đường nó đi đến đây, nó đi đến đây, nó đi đến kia đấy, nó đến đấy là nó gặp xác chết. Khi mà mình mường tượng lại, mình phải mường tượng từ gần đến xa, cho nên là phải để ý quan sát cả con đường nữa, cái con đường mình đi. Cho nên cái người nào đi quan sát xác chết, mình phải để ý cả con đường đi nữa. Thì đến lúc mình quên, mình còn hình dung lại, hình dung từ theo cái dấu vết của con đường, mình sẽ tìm ra được cái xác chết. Nếu mình tưởng nhớ lại được xác chết mà không cần phải đích thân đến nó lần hai nữa. Cho nên là mình đến đấy được một lần nó rất là quý, cho nên là mình phải ghi nhớ từng chút một như vậy. Thì cái đề mục xác chết này nó rất là khó, khó kiếm đề mục. Sơ tướng có thể bị mất đi. Nếu như mà khi mà mình tập được cái thiền xác chết đấy mà mình chưa đắc thiền thì lúc ấy nó mới đắc được cận định, hoặc nó mới có được một chút sơ tướng. Nếu mà trên đường đi về mình mà gặp nhiều người quen, người ta nói chuyện, người ta chào hỏi, mà mình phải chào hỏi lại người ta hỏi chuyện, mình phải trả lời lại, là nó sẽ mất cái sơ tướng đấy. Mất sơ tướng này thì chỉ có cách là một là quay trở lại để nhìn lại xác chết, hay là về mình ngồi mình nhớ này, hoặc là khi mình về mình có rất nhiều việc phải làm. Khi mà mình về một cái có người giao cho mình phải làm cái này phải làm cái kia, khi mà mình làm nhiều việc như vậy là cái sơ tướng thì nó cũng mất đi. Vậy cho nên là cái lý do để mà giữ được cái thiền, cái định của mình thì mình phải tránh được cái không được nói chuyện, và tránh các cái phận sự, những công việc ấy. Như lúc đấy mình phải trốn việc một tí, mình bị nhiều việc nó chi phối là mình sẽ không đắc thiền, và nói chuyện nhiều là nó sẽ không đắc thiền. Cho nên phải trốn người thì cái người quen đến là lần đi đừng có nói chuyện, nhưng mà cứ hay bắt chuyện thì nó sẽ thiền nó kém, hay làm việc nhiều thì thiền nó kém. Nên là để mà tập trung cho cái tâm nó chú được vào cái đề mục. Và nếu như chẳng may mình bị mất đi, khi mà mình về đến cái chỗ mình trở về thiền đường, mình thực hành thiền, chẳng may cái nhận xác chết nó mất đi, thì mình phải khôi phục nó bằng cách là mình ngồi yên lặng một chỗ, tưởng nhớ lại cái con đường. Mình phải hình dung cái con đường từ nhà mà bắt đầu ra đi, đi đến chỗ nào kẹo phải, chỗ nào kẹo trái, chỗ nào đi đến cái xác chết ấy. Mình nhớ hình dung lại như vậy, xong bắt đầu mình nhớ lại tất cả các tính chất của tử thi, thì sơ tướng nó sẽ xuất hiện trở lại. Thế là cái cách mình quan sát được để nhớ lại được cái xác chết ấy. Đỡ phải đi, nếu mà mình ngồi mình không hình dung ra được thì mình lại phải tìm đến nó, tìm đến cái xác chết đấy để quan sát lại. Coi giữ đề mục này như một báu vật, đề mục này như một kho báu, mình phải coi giữ. Những đề mục khác ấy thì không mất nhiều công tìm kiếm. Ví dụ người tu thiền hơi thở thì rất là dễ, ngồi đâu cũng có hơi thở, ở đâu cũng có, lúc nào cũng có, trên mũi mình lúc nào cũng có hơi thở. Nhưng mà cái người mà tu về cái thiền niệm xác chết này thì khó lắm. Lâu lâu mới có cơ hội để thấy được một cái xác chết. Cho nên là nếu mà chẳng may cái đề mục thiền nó mất đi, mình không biết tìm đâu ra. Thì mục này rất khó, vì vậy phải giữ nó như một kho báu, trân trọng giữ gìn, bảo vệ cái mức định mà mình đã đạt được, không để cho nó mất đi. Tưởng niệm đến tướng phình trường bất tịnh, làm đi làm lại nhiều lần, cho đến khi đắc được tầng thiền, an trú trong tầng thiền ấy thật lâu, thật vững chắc, thì nó sẽ không bị mất đi nữa. Khi nào cái tầng thiền nó vững mạnh, là chắc chắn rồi, thì nó mới yên tâm. Học tướng, khi mà mình vào được đến cận định rồi, thì nó có cái học tướng, thì lúc đấy cái xác chết này nó là một cái cảnh rất là kỳ dị, đáng sợ, hay một cái xác chết đang bị phân hủy. Tự tướng thì như một cái người có chân tay to lớn nằm dài sau khi ăn.
khi mà nó vào được đến cái định sâu, cái ánh sáng nó trở nên rực rỡ, thì tự nhiên cái xác chết ấy nó lại trở nên rất là đẹp. Cái lúc mà mình mới tập trung vào thì cái trông cái xác chết nó rất là kỳ dị, nó xấu xí, nó ghê gớm. Nhưng mà mình cứ tập trung vào trên đấy, khi nó vào định sâu rồi thì nó lại, cái xác chết ấy nó lại trở nên nó đẹp lại. Nó trương phành, nó giống như một cái người mà vừa mới ăn no, đang nằm ngủ. Lúc mà mình mới quan sát thì nó là một cái người, một cái hình dáng đáng ghê sợ. Khi tự tướng xuất hiện thì dục tham tan biến. Mặc dù vậy lúc đấy nó chế ngự hết các cái tâm dục tham, những triển khái được, các cái triển khái được đè nén, và lúc đấy sẽ đắc được an chỉ định, phục sơ thiền. Đối với thiền niệm xác chết sẽ đắc được sơ thiền. Mục đích thực hành thiền quán xác chết bình thường này để làm gì? Quán xác chết thì biết là để làm gì không? Xác chết bình thường, những cái mục đích quán cái xác chết bình thường này nó sẽ đối trị lại cái tâm của cái người nào mà tham hình dáng, chế ngự tham dục về hình dáng, dù hình dáng có xinh đẹp dễ thương đến chừng nào khi chết cũng trở thành bình thường đáng sợ. Ví dụ như có những người, người ta lúc sống người ta cố gắng người ta giữ dáng, kiêng ăn để cho nó đẹp, làm người mẫu, rồi là người ta tập thể hình, tập yoga, tập khí công, tập đủ mọi thứ, người ta làm cho hình dáng của mình nó đẹp để làm người mẫu cho thiên hạ ngắm. Thì đến lúc chết thì bắt đầu nó phình trương lên như thế, thì lúc đấy mình mới thấy kinh sợ. Thì ra mọi cái hình dáng ấy nó chỉ là giả tạm, chả có cái gì là thật. Đến lúc chết nó phình trương lên như thế này. Nên thì cái này, cái người nào mà có cái tham ái đối với hình dáng, đối với hình dáng, cứ nghĩ là cái hình dáng của người này đẹp, hình dáng người kia đẹp, phải cái nào, phải dáng như thế này, dáng thế kia, dáng cao, dáng thấp, dáng mập, dáng gầy, mỗi người cũng yêu kiều một cái hình dáng khác nhau. Thì cái người nào mà hành về cái thiền niệm về sắc chết nó phình lên, thì lúc đấy biết rồi, hình gì thì hình dáng gì thì dáng, cái lúc chết thì nó cũng phình lên, nó cũng trương lên. Thì lúc đấy nó hết cái thâm tham ái đối với hình dáng. Thì lúc đấy khi mà hành xong cái xác chết thì không còn ý nghĩa gì nữa, hình dáng chẳng còn quan trọng gì nữa, chả cần phải giữ gìn cái hình dáng gì nữa. Nó béo cũng được, nó gầy cũng được, nó đẹp cũng được, nó xấu cũng được, cao cũng được, thấp cũng được, không quan trọng hình dáng. Xác chết bầm xanh, xác chết bầm xanh. Lúc này là cái xác này nó đen, tím bầm, xanh nè nè. Hoặc là nếu như cái người, có những người thì chú trọng đến cái tính chất là bầm xanh, bầm xanh của xác chết này. Bầm xanh này, ví dụ như là một cái người mà có cái tham ái về cái gì thì quán bầm xanh. Bầm xanh thì đối trị cái gì? Bầm xanh, xác chết bầm xanh, xác chết bầm xanh nhé. Muốn tu tập thiền này thì đầu tiên cũng phải tìm được một cái tử thi mới chết ít ngày và quan sát cái tính chất bầm xanh của xác chết đó với mắt mở, sau đó nhắm mắt đại niệm xác chết bầm xanh, xác chết bầm xanh. Khi nào sơ tướng xuất hiện, hình ảnh xác chết hiện ra rõ ràng và duy trì liên tục không mất, thì thiền sinh trở về thiền đường, tập trung vào sơ tướng đó rồi tưởng niệm liên tục cho đến khi đắc sơ thiền, xác chết bầm xanh, xác chết bầm xanh. Cứ niệm liên tục như vậy sẽ đắc sơ thiền. Vậy mục đích của cái thực hành quan sát chết bầm xanh này thì làm gì ạ? Đã có ai, đã có ai quán về xác chết bầm xanh chưa? Xác chết bầm xanh nó sẽ chế ngự tham dục về màu da. Có cái người cứ thích da rẻ mịn màng, thích da rẻ mịn màng đến chừng nào khi chết cũng trở nên bầm xanh, biến dạng. Vì khi chết là dù da mình lúc chết mình dùng bao nhiêu loại kem dưỡng da, và bây giờ thị trường bán toàn các cái đồ mỹ phẩm này, đủ các loại kem dưỡng da Tây, Tàu, hàng nội, hàng ngoại, để phục vụ cái gì đây? Để phục vụ cho cái tham ái về màu da đây. Xong là đến lúc mặc thì người ta phải làm sao để khoe da, ai mà có da đẹp thì người ta đỡ tốn vải, người ta khoe. Thì làm cho có thể là cái người đấy tham ái với màu da của mình hoặc tham ái với màu da của người khác. Thì người nào mà có cái bệnh tham ái về cái da,
về cái màu da này thì quán xác chết bầm xanh, xác chết bầm xanh, xác chết nó tím đen lại. Thì lúc đấy nó ngộ ra một cái là cái da có đẹp đến đâu, da có xinh đến chừng nào, mịn màng đến chừng nào, chăm sóc cho da đến chừng nào, dùng bao nhiêu là cái chất dưỡng da đến đâu, thì đến lúc chết thì nó cũng hết, nó cũng biến dị hết, nó biến dạng hết, nó cũng chỉ là giả tạm không thật. Thì lúc đấy đã thì tham ái đối với lại cái da nó hết, hết cái dục tham đối với lại màu da. Ngoài tham dáng với tham da còn tham gì nữa? Tham dáng, tham da còn tham gì nữa? Xác chết mù máu, xác chết mù máu. Ví dụ có những cái xác chết này nó mưng mù lên này, mưng mù mù nước ra, ví dụ máu lâu ngày nó thối ấy. Có những cái xác chết bị bầm dập ấy, là mấy ngày sau là máu nó thối, nó thành mù mưng lên. Thì lúc ấy mình tập trung vào đấy, mình tưởng niệm xác chết mưng mù, xác chết mưng mù. Để muốn tu tập thiền niệm này, mình thiền sinh cũng phải tìm kiếm một cái tử thi mới chết ít ngày và quan sát tính chất mù máu của xác chết đó với mắt mở, sau đó nhắm mắt lại và niệm xác chết mù máu, xác chết mù máu. Khi nào mà sự tướng xuất hiện, hình ảnh xác chết hiện ra rõ ràng và duy trì liên tục không tan mất, thì thiền sinh trở về thiền đường, tập trung vào sự tướng đó và niệm liên tục cho đến khi chứng đắc sơ thiền. Niệm xác chết mù máu, xác chết mù máu. Thì là mục đích của niệm xác chết mù máu để làm gì? Niệm xác chết mù máu à? Mù máu. Thì cái nó chữa được cái bệnh gì đây? Niệm trai trên mũ máu nó chữa cái bệnh gì của, chữa cái bệnh tham gì đây? Tham về mùi thơm của cơ thể. Dù thân thể có ướp, có tẩm ướp hương thơm ngào ngạt đến chừng nào thì khi chết cũng trở thành mũ máu thối tha hôi tanh. Khi mà nó mưng mủ máu lên rồi thì nó hôi tanh, mùi máu nó tanh lắm, mà máu nó thối đi nên nó thành mủ thì nó thối khủng khiếp. Thì lúc ấy mình thấy là ôi cái bản chất của con người nó đâu có thơm tho như mình tưởng đâu. Thế là lúc chóng mình cứ phải đi mua nước hoa, hàng ngoại, hàng cao cấp về cho nó thơm ngào ngạt cái thân này, nó đánh áp cái mùi hôi thối. Nhưng mà thực ra thì nó thối lắm, cái thân này nó tanh khủng khiếp luôn. Thì lúc đấy mình ngộ ra một cái sự thật, cái thân thể nó hôi tanh như vậy. Vậy cho nên là hết cái tâm tham ái đối với cái mùi thơm cơ thể, xác chết mũ máu phù hợp với người tham ái mùi hương thơm tho của mình hoặc của người khác. Từ lúc đấy không còn tham đối với nước hoa nữa, không cần xịt nước hoa nữa. Ăn hay xịt nước hoa thì quan sát xác chết mưng mục, xác chết mưng mục hết, không còn mùi hoa nữa hiếc. Xác chết nứt nẻ, xác chết nứt nẻ. Đây là nứt nẻ thôi, hoặc là mình để ý đến cái những cái tính chất khía cạnh lứt ra, nó nảy, toang, bùng vỡ. Cái xác này thì người ta moi hết não này, sọ. Đấy, sọ giống như là cái mũ cối, giống như là cái mũ bảo hiểm. Mà cái đấy nó là mũ bảo hiểm thật, nó bảo hiểm cho cái bộ não. Người nứt nẻ quắc ra thì mình tập trung vào những cái chỗ nứt nẻ, những cái xác chết nứt nẻ, xác chết nứt nẻ, xác chết nứt nẻ. Xác chết nứt nẻ này cũng thế, tập trung thì cũng giống như trước vậy, mình phải đến chỗ nào có cái xác chết nứt nẻ đấy, mình để ý vào cái tính chất nứt nẻ đấy, mình niệm xác chết nứt nẻ, xác chết nứt nẻ này cũng đáp được sơ thiền. Niệm xác chết nứt nẻ này để làm gì? Xác chết nứt nẻ này thì nó chữa được cái bệnh gì? Mà biết là nó chữa được bệnh gì không? Nứt nẻ, cái gì mà nó bị nứt nẻ thì nó làm sao? Nứt nẻ là nó không vững chắc, chế ngự được dục tham về sự săn chắc, săn chắc. Tại giờ tại sao người ta cứ phải đi tập luyện cho cơ bắp này nó vạm vỡ, nó săn, nó chắc chắn lại. Người ta chơi thể thao cho cái thân thể nó săn chắc lại, người ta tập võ công. Tập đủ các cái loại suốt đời chỉ lo rèn luyện cho cái thân thể để cho nó được khỏe mạnh, để cho nó săn chắc. Nhưng mà nó có săn chắc được mãi rồi đến lúc chết thì nó cũng nứt nẻ ra như vậy. Nó cũng nứt nẻ ra như thế. Thế nên cái
người mà tham ái đối với cái sự săn chắc, cơ bắp khỏe mạnh, săn chắc khỏe mạnh, cơ bắp vạm vỡ đến chừng nào khi chết cũng nứt nẻ tan tành ấy. Thật đáng nhơn gớm, vì vậy quan cái xác chết nứt nẻ sẽ phù hợp với người tham ái về thân hình vạm vỡ, săn chắc khỏe khoắn của mình hoặc của người khác. Thế là thấy bao nhiêu cái sự rèn luyện, khổ luyện, bao nhiêu là cái công phu luyện cho cơ bắp nó vạm vỡ, cho nó săn chắc lên, để người ta có cái sức khỏe để người ta đi đánh nhau, người ta lên võ đài người ta đấu hơn thua. Thế là cũng là do người ta tham ái về cái sự săn chắc, người ta nên đấy để người ta muốn thi thố xem ai săn chắc hơn, ai khỏe mạnh hơn, ai vạm vỡ hơn, ai lực lưỡng hơn. Thì người ta cũng mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu cái công phu khổ luyện, nhưng cuối cùng cũng chẳng cái mục đích đấy cuối cùng nó cũng chẳng có cái ý nghĩa gì cả. Đến lúc chết thì cơ bắp nào cũng tan hết, nứt hết, nẻ hết, bung hết, nổ hết, thối rữa hết. Thì lúc đấy là hết cái tham ái, cái tham dục đối với lại cái cơ bắp săn chắc. Cái người luyện cơ bắp nó uổng công. Xác chết bị gặm khới, xác chết gặm khới, hay là nó gặm nó ăn hết cái phần xương, ăn hết thịt, còn lại mỗi xương thôi. Mấy con chim kền kền này, mấy con chim kền kền này, con đại bàng này, nó sẽ xé thịt nó ăn hết, nó để lại mỗi xương lại. Xác chết gặm khới, xác chết bị gặm khới, thì quán cái xác chết cái này được, mình gặp xác chết này thì tập trung vào cái hình ảnh xác chết bị gặm nhấm lên quán. Quán cũng giống như những cái pháp quán khác như vậy, tập trung tâm ở đấy trên một cái tử thi bị các cái loài thú hoang nó gặm nhở, quan sát tính chất gặm khới với mắt mở, sau đó nhắm mắt lại và niệm xác chết gặm khới, xác chết gặm khới. Và khi nào cái sơ tướng xuất hiện, hình ảnh xác chết hiện ra thì mình duy trì tâm ở đấy liên tục, và sau đó mình trở về mình tưởng nhớ lại, mình sẽ đạt được sơ thiền. Thỉnh thoảng có những cái xác chết trôi ở dưới sông thì bị cá nó rỉa, cũng là một cái xác chết gặm khới. Xác chết đấy cũng là cái đề mục, cái mục đích hành thiền điện về cái xác chết gặm khới để làm gì. Để mình đối trị cái gì, đối trị cái bệnh gì, cái bệnh gì mà phải niệm cái xác chết gặm khới, xác chết bị gặm này, bị gặm khới. Đối trị với cái tham dục về thân thể nở nang, người ta tham với cái thân, người ta cứ thích nở nang vạm vỡ, dù hình dáng có nở nang gợi cảm đến chừng nào khi chết cũng trở thành món ăn ngon lành cho sâu bọ và những loài dã thú. Vì vậy quán sát chết bị gặm khới sẽ phù hợp với người tham ái với thân hình nở nang của mình hoặc của người khác. Vậy là không cần phải lo đi chỉnh hình, không cần phải lo đi thì làm đẹp, làm cho thân hình của mình nó nở nang lên nữa. Đến lúc chết thì nó cũng trở thành cái món ăn cho mấy cái con sâu bọ rồi mà. Người nào mà tham ái đối với lại cái thân hình nở nang thì tìm kiếm cái xác chết bị ăn, bị nhấm, bị gặm. Hành thiền cho khi đắc thiền nó hết cái tham ái đấy. Đối tượng tiếp theo là xác chết rã rời. Rã rời nó vương vãi ra này. Ví dụ như là cái xác chết thì nó đây là cái lúc nó mới chết thì nó còn hình nhỉ? Sau đó nó mà được phơi thì nó teo lại, sau đó thì nó tan rã ra đây. Nó rã rời tan tác ra thế này. Đây, xác chết tan rã, xác chết tan rã. Đây cũng là một cái đại đề mục thiền nữa. Đề mục này cũng tu tập như vậy, mình phải tìm kiếm xác chết tan rã đấy, mình niệm xác chết tan rã, xác chết tan rã, rã rời rồi cho đến khi nào mình nhắm mắt thì mình hình dung đã được thì mình trở về hành thiền, mình sẽ đắc được thiền. Và khi đắc được thiền thì nó chế ngự được cái gì, mục đích của hành thiền xác chết tan rã để làm gì? Tan rã. Còn cái bệnh gì nữa, còn tham gì nữa? Tham dáng rồi, tham da rồi, tham vạm vỡ rồi, tham săn chắc rồi, tham nở nang rồi, còn tham gì nữa? Tham về yểu điệu, tham sự yểu điệu, hoặc yểu điệu thục nữ
chế ngự tham dục về thân thể kiều diễm. Mỗi người có một cái tham khác nhau. Mỗi người thì lại tham về cái thân thể kiều diễm, yểu điệu dễ thương của người khác. Thì lúc đấy cái người mà quán cái xác chết đấy thì sẽ thấy hình dáng thon thả kiều diễm xinh đẹp dễ thương, đến chừng nào khi chết cũng rã rời rơi rụng vương vãi khắp nơi, thật là kinh cảnh. Quan sát chết rã rời thì nó phù hợp với người tham ái về hình dáng kiều diễm xinh xắn của mình hoặc của người khác. Đấy, người không kiều diễm tham ái thì bây giờ hết cái sự tham ái về sự kiều diễm, kiều điệu. Tham xác chết phân tán, phân tán tan rã, nó tan tác rồi, mỗi nơi một mảnh. Chết này, phân tán này, đây là bị mấy con chó nó gặm nát, đây là bị đốt, nó bị cháy, đang cháy dở dang. Phân tán thì cái cách thức tu tập cũng như thế, tập trung vào cái xác chết này, sau đó với mắt mở, sau đó nhắm mắt lại niệm xác chết phân tán, xác chết phân tán. Khi nào sơ tướng xuất hiện thì mình về mình tập trung lại, cái sơ tướng mình sẽ vào được tầng thiền. Đây là các vị sư, các vị đang tưởng niệm cái xác chết này, nó tan tác rồi, đầu lâu lăn nóc ra đây, xương này nó lăn nóc ra mỗi nơi một mảnh. Các vị đang thực hành thiền quán về xác chết ấy, phân tán ra lại, hoặc là bộ xương, hoặc là xác chết nó tan tác ra rồi. Phân tán ra thì nó chữa bệnh gì? Phân tán tan tác ra, mục đích của cái thực hành thiền quán xác chết phân tán này để làm gì? Tham cái kiều diễm, yểu điệu rồi còn tham gì nữa? Tham sự cân đối nữa. Chế ngự dục tham về sự cân đối, dù hình dáng có xinh đẹp, có cân đối đến đâu, đến chừng nào, khi chết cũng phân hủy, cũng biến dạng, cũng rơi ra hết, cũng tan tác hết. Thì vậy khi mà quán cái xác chết đang bị phân tán sẽ phù hợp với người có tham ái cái thân hình cân đối. Thân hình cân đối nó vuông chằn chặn từ chân đến đầu. Hay là vậy là cân đối không? Cân đối là làm sao? Hết cái sự tham ái. Cân đối thì đến lúc chết cũng đã rời ra tan tác hết. Còn tham ái gì đâu? Nãy ai tham cái gì chữa hết? Anh còn tham ái cái gì hôm nay? Chữa cho bằng hết luôn. Còn tham ái thì còn chữa thay chảy máu, xác chết chảy máu, máu me lây láng. Nhất là những cái người nào người ta bị tai nạn này, người ta bị đụng xe, nhất là những cái trường hợp này mà những cái người mà hay đi đường mình gặp những cái tai nạn xe cộ, đôi khi nó đè nó dập nát bên người, thì lúc đấy mình sẽ thấy máu me nó lây láng khủng khiếp. Nhất là cái người nào mà từng được đi bộ đội chiến tranh đánh nhau ngoài mặt trận thì thấy người chết, cái xác chết mới nhiều, máu me nên đáng nhiều. Thế nên thay chảy máu. Thế lúc ấy mình tập trung vào những cái máu me nên đáng, mình niệm thay chảy máu. Thay chảy máu mình cứ niệm như thế. Và cái cách tu tập cũng giống như các cái đối tượng khác. Để mình mở mắt ra, mình nhìn, sau đó nhắm mắt lại, mình hình dung. Sau đó mình sẽ nó phát triển thành các cái tợ tướng, rồi mình sẽ đắc được thiền. Mục đích hành thiền quán máu me đanh láng để làm gì? Máu me đanh láng thì nó chữa cái bệnh gì? Cái trước thì nó chữa cái yểu điệu, còn cái này thì nó chữa về cái trước thì chữa kiều diễm, còn cái này là chế ngự tham ái đối với sự yểu điệu. Cái này là nó hết. Hình dáng có yểu điệu, hiền thục, dễ thương, dễ mến chừng nào, cũng chỉ là cái vỏ bên ngoài, chứ bên trong máu me hôi tanh bất tịnh.
Vì vậy quán sát chết máu me sẽ phù hợp với người có tham ái về sự yểu điệu của mình và của người khác. Thấy người khác yểu điệu. Yểu điệu là làm sao? Yểu điệu. Yểu điệu đi vừa uốn khúc. Vậy thì yểu điệu làm sao? Đàn ông yểu điệu hay đàn bà yểu điệu? Điệu phải hỏi mấy người yểu điệu thì mới biết được. Đi mà nó mềm, mềm như là đi mà mềm, mềm như là gì? Người không có xương, như thanh trà bạch trà. Hết tham ái với yểu điệu. Nhìn những người có yểu điệu hết, không còn tham. Hết chưa? Hết. Đến xác chết trùng ăn. Nên cái xác chết này thì mình cứ tập trung vào cái đối tượng là những con trùng này. Con trùng này nó ăn xác chết, cứ tập trung xác chết trùng ăn, xác chết trùng ăn. Xác chết sâu bọ, xác chết sâu bọ. Xác chết sâu bọ, xác chết đầy giòi bọ, xác chết giòi bọ. Niệm cái việc gì cũng được. Thì tập trung vào niệm cái này là thường thường nó có cái sự kinh cảm rất là lớn. Trong những cái xác chết mà những cái xác chết về bị dòi bọ nó rút điểm như thế này thì ghê gớm, bởi vì những cái xác chết này mình hay được nhìn thấy mấy con chuột chết mấy con chuột chết mà mấy hôm sau dòi bọ nó đến nó rút điểm vào đấy, rồi nó đẻ trứng vào đấy. Thì nó còn bọ hay là cái nhà nào gần biển mà hay làm mắm ấy, mắm tôm ấy. Cái mắm tôm ấy nó bị thối, bọ nó vào nó đẻ khủng khiếp. Thì mình cũng sẽ được thấy cái sâu bọ như thế này. Nên lúc đấy mình mới liên tưởng của cái xác chết con người với xác chết con chuột với lại mấy cái con tôm tép nó chết thành mắm ấy. Nó cũng giống như nhau. Nên lúc đấy mình mới thấy kinh cảm. Kinh cảm xác chết sâu bọ, xác chết sâu bọ. Bất cứ cái con vật gì nó chết quăng, nó có chết mà quan sát nó ở cái góc vườn hay là ở dưới sông hay là ở cái chỗ nào đấy thì 3-4 hôm sau mình ra mình sẽ thấy sâu bọ nó nhúc. Nhưng mà mình nhìn thấy mấy cái con đấy nó chết, mình thấy sâu bọ thì cũng ghê, cũng ghê. Nhưng mà nếu như mình nhìn thấy một cái xác người chết mà có sâu bọ như thế này thì còn ghê hơn, ghê khủng khiếp luôn, ghê gớm khủng khiếp. Xác chết sâu bọ, xác chết sâu bọ, xác chết giòi bọ, xác chết giòi bọ. Xác chết giòi bọ này thì nó chữa cái bệnh gì? Niệm xác chết giòi bọ để làm gì? Chữa cái bệnh gì? Anh trả lời được câu này thường luôn rồi. Giòi bọ chữa cái bệnh gì? Thì bây giờ mà mình bị con giòi bọ, bây giờ mà có một cái đàn bọ nó tập trung lên nó bu vào người mình thì mình làm sao? Nếu mình chưa chết, hoặc là bây giờ mình bị hoại tử một phần là mình chết một cái cánh chân chẳng hạn, giòi bọ mà nó mọc bu lên thì mình nhìn thấy mình sẽ làm sao? Mình sẽ đuổi nó đi mà, không được ăn thịt ta, không được ăn thịt ta. Vậy thì để chế ngự lại, vậy thì cái quán niệm về xác chết giòi bọ này để chế ngự lại cái sự tham sở hữu thân, nghĩ thân này là của mình nhé. Người nào mà nghĩ thân này là của mình, của tôi, của ta, chế ngự cái dục tham sở hữu thân, mình muốn sở hữu cái thân của mình. Mình có yêu chiều tham đắm chấp thủ với cái thân này bao nhiêu đi chăng nữa thì khi sống nó cũng chỉ là chỗ trú ẩn của sâu bọ, khi chết thì nó trở thành mùi ngon cho sâu bọ. Nó tự do ăn uống sinh sản đại tiểu tiện ở trên cái xác thân, thật là ghê tởm. Vì vậy người quán cái xác chết bị dòi bọ nhúc rút rỉ ở đấy là nó đối trị lại cái tham ái sở hữu xác thân của mình và của người khác. Xác thân của mình cũng chẳng sở hữu được mà của người khác mình chẳng sở hữu được. Nhưng mà tại sao mình cứ thích đi sở hữu? Thích sở hữu. Thế thì muốn sở hữu thì bây giờ quán cái xác chết bị giòi bọ nó ăn, xác chết bị giòi bọ ăn như thế này thì mình nghĩ ôi thì thật xác này chẳng phải của mình. Bây giờ mình còn sống đây nó run sám đầy trong bụng này nó đang ăn, châu bọ trong người mình nó đang ăn mình,
Đến lúc mình chết thì mấy con bọ nhúc nhúc kia nó cũng ăn. Xong cũng là của nó, khi chết mình cũng là của nó. Sống như là nhà cho nó ở, chết thì là mòn cho nó ăn. Vậy là cái thân này không phải là của mình, hết sở hữu ha. Không sở hữu này như sở hữu thân người khác hay sao? Chế ngự dục tham với sở hữu thân hết chưa? Hết tham chưa? Còn tham gì nữa không? Trong bảng này tham còn tham gì nữa? Bộ xương. Đây là thiền quán về bộ xương. Bộ xương này xấu quá. Đẹp. Kiếm bộ xương đẹp hơn. Cái cách tu tập thì cũng giống như thế. Đầu tiên là phải kiếm được một bộ xương. Bộ xương thì dễ. Những người nào hay đi bốc mộ bốc mả, ở nhà nào cũng có, cũng chả phải đi bốc mộ cho ông bà, những người đã mất ấy. 3-4 năm sau là mình đi cải táng ấy. Thì đi bốc mộ thì mình quan sát bộ xương rất là dễ. Những cái trước thì khó, những cái bộ xương thì dễ hơn, kiếm động ra. Cái quan sát bộ xương cũng như thế, mình mở mắt, mình nhắm, mình nhìn sau đó nhắm mắt lại, mình hình dung, mình tưởng tượng ra bộ xương. Thì sau đó mình tập trung trên bộ xương ấy, nó sẽ phát sáng lên. Mình tập trung đấy, mình cũng đắc được sơ thiền. Cũng như thế. Đây, bộ xương, xương này đẹp quá. Đẹp quá, nó không kinh cả. Nhìn vào cái bộ xương nó xấu xấu, nó bẩn bẩn thì nó mới kinh. Nhìn thấy bộ xương này bằng nhựa. Xương này bằng nhựa, không phải bằng xương thật. Nên là nó không kinh. Thì nhìn vào cái bộ xương thật đi, chứ còn nếu mà những cái bộ xương người ta bán ở ngoài chợ, một xương bằng nhựa mình mua về mình ngắm là không có kinh cảm lắm đâu. Bây giờ người ta bán những cái bộ xương người ta làm chế tạo thì mình ngắm cái bộ xương mới thấy nó bình thường, nó ghê ghê một chút, sau đó là hết. Phải nhìn bộ xương thật cơ, nó là bộ xương thật thì nó mới kinh cảm, thì nó mới đắc tiền được. Còn nếu mà mình thấy mình biết đó là đồ giả là nó sẽ hết đắc tiền rồi. Mục đích mà quán về bộ xương này thì để làm gì? Quán bộ xương thì nó chế ngự cái gì? Tham cái gì? Tham cái gì? Tham ăn xương hầm à? Tham gặm xương à? Bộ xương này thì nó sẽ chế ngự cái tham hàm răng đẹp. Răng đều hạt bắp. Thấy răng người ta trắng, thấy răng người ta đều, thấy răng người ta đi chồng lại về nó đẹp, thích. Dù nụ cười có tươi, để nội hàm răng trắng bóng đều đặn, đến chừng nào cái chết cũng sẽ há miệng nhe răng trơ trọi. Là một cái bộ xương với hình thù kỳ dị. Thấy cái răng, thấy cái răng đẹp rồi, vì không biết là răng người ta đi trồng răng, trồng răng implant thì nó đẹp. Thì bây giờ quán bộ xương này nó hết, quán bộ xương này nó hết cái tham ái cái răng. Em gửi về có nhớ tay trăng, về ta nhớ hàm răng mình cười, bà hay nhớ hàm răng. Đấy là người ta có người mỗi người có một cái sự tham ái khác nhau như vậy. Người tham giá, người tham gia, người thì tham tướng, có người thì lại tham răng. Kỳ lạ vậy, mỗi người có cái sự tham khác nhau. Vì vậy quan sát chết chỉ còn bộ xương sẽ phù hợp với người có tham ái với hàm răng đẹp của mình hoặc của người khác. Suốt ngày cứ soi gương người nhe răng đấy, cười như vậy. Có phải vậy không? Đấy, quán này nên cái tổng quát chung chung này, đây là quán từ đầu đến cuối. Đấy, sang chết trường sinh này, trường đây này, sang chết nó bầm đen này, pháp chết này nó đang phân hủy này, bị trồn nó lại nó ăn này, và nó hủy nó tan rã này, dần dần này còn lại bộ xương này, bộ xương nó cũng rã rời rồi. Là hết cái giai đoạn quán, cái cách quán về bất tịnh hết chưa? Hết tham chưa?
còn có bệnh tham gì nữa không? Ngoài 10 cái đấy ra còn gì nữa không? Còn gì thì còn chữa nốt nữa. Một vị đắc bất cứ một cái pháp bất tịnh nào thì dục tham cũng hoàn toàn bị chế ngự. Mỗi pháp bất tịnh phù hợp với một cái khía cạnh của tham dục. Mỗi một cái pháp bất tịnh thì nó sẽ chữa được một cái khía cạnh của một cái bệnh tham. Cái bệnh tham, tham ái, cái bệnh tham dục. Cái bệnh tham này. Đây, có 10 cái bệnh tham này thì quán 10 cái xác chết này. Mục đích thực hành thiền quán bất tịnh trên 10 loại xác chết là để đối trị 10 loại tham dục. Một là quán thay chương sình đối trị tham hình dáng. Quán thay bầm xanh đối trị tham màu da. Quán thay mưng mủ để đối trị với tham mùi thơm. Quán thay nứt nẻ để đối trị với tham sự săn chắc. Quán thay bị gặm khơi để đối trị với tham sự nở nang. Quán thay rã rời đối trị với tham kiều diễm. Quán thay phân tán để đối trị tham cân đối. Quán thay chảy máu để đối trị tham yểu điệu. Quán thay bị trùng ăn là đối trị với tham sở hữu thân. Và quán bộ xương để đối trị với tham răng đẹp. Ngoài 10 cái tham này còn tham gì nữa? Hết 10 cái, diệt được 10 cái tham này là hết à, hết yên tâm à. Yên tâm không còn cái gì làm cho bị rung động nữa. Trái tim trở thành băng đá luôn. Không còn cái gì làm cho bị dao động nữa. Không còn lúc nào bị rung động nữa. Không còn cái gì làm cho rung động à. Muốn vậy không? Hay là cứ muốn để cho rung động chơi vậy? Muốn cho nó đóng băng tuyệt đối không? Thì Đức Phật dạy đấy, 10 cái quán như vậy. Quán như vậy thì đối trị lại tham. Những cái người nào mà có cái tánh tham nặng thì thực hành pháp thiền quán bất tịnh. Quán bất tịnh đối trị. Vậy thì bây giờ mình hiểu được tại sao con người ta tham không? Tại sao lại tham? Tham là bởi vì làm sao? Bởi vì là cứ để ý đến mấy cái khía cạnh bên này này. Ô, cái người này đẹp quá, hình dáng đẹp nhỉ. Người này có màu da đẹp nhỉ. Người này hôm nay sao có mùi thơm thế nhỉ. Cái người này săn chắc nhỉ. Người này nở nang nhỉ. Người này kiều diễm, người này cân đối nhỉ, yểu điệu nhỉ. Người này của mình nhỉ. Người này có răng đẹp nhỉ. Đấy, thì mình để ý đến những cái khía cạnh bên này thì nó sinh ra tha. Bây giờ để ý đến khía cạnh bên này nó hết tha. Hết. Chú tâm vào những cái khía cạnh bên này cho nó hết. Tại sao thực hành thiền quán xác chết chỉ chứng được sơ thiền mà không chứng được các tầng thiền cao hơn? Thiền nếu mà một người thực hành thiền hơi thở thì mình sẽ đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nhưng mà thực hành thiền quán xác chết thì nó chỉ chứng đắc được đến sơ thiền, nó không chứng đắc được nhị thiền, nó không lên được tam thiền. Bởi vì làm sao? Vấn đề là 10 pháp quán bất tịnh chỉ có thể đắc được sơ thiền vì đối tượng xác chết là một đề mục thô. Xác chết đó là một cái đề mục rất là thô thiệt. Cần có sự hỗ trợ của tâm thô. Tức là phải có một cái tâm thô nó giữ lấy cái đối tượng thô. Ví dụ như là cái tầm, có cái thiền chi tầm, tầm là hướng về đối tượng, hướng về đối tượng. Có nghĩa là cái người thực hành cái tầng thiền này là lúc nào tâm mình cũng phải chăm chăm giữ lấy cái đối tượng đấy, chú tâm vào đối tượng, tập trung vào đối tượng đấy. Mình chỉ nơ nà nó một tí là nó sẽ không đắc thiền được. Nên là cái người mà quan sát chết là phải toàn tâm toàn ý tập trung vào đấy, tập trung liên tục, chú tâm liên tục, hướng tâm vào đối tượng liên tục. Nên là cần phải có cái tầm như vậy. Cho nên là cái tầm đấy nó là cái trạng thái của sơ thiền. Giống như con thuyền cần có bánh lái giữa dòng nước chảy xiết. Giống như là bây giờ con thuyền mà đi ra một cái dòng nước chảy xiết thì phải có cái bánh lái để nó giữ lại. Còn nếu mà con thuyền nó mà đi ở trên cái dòng nước mặt hồ tĩnh lặng thì nó không có cần. Nó không cần bánh lái, nó vẫn an nhàn. Nhưng mà nó đi trên dòng nước chảy xiết thì nó phải có cái bánh lái. Cũng như vậy, bây giờ mình chú tâm trên các đối tượng khác, nó rất là an tịnh. Về những cái đối tượng đấy nó rất là thanh tịnh. Cái tâm của mình nó sẽ chú ở trên đấy một cách tự nhiên. Còn đối tượng là xác chết này nó rất là ghê gớm, cho nên là mình phải giữ tâm ở đây, chú tâm ở đây, tập trung tâm ở đây. Không có mình nơ nà một cái là tâm nó buông ngay, nó chạy ngay, nó rụt lại này, nó không có tập trung trên đây. Cho nên là mình phải chú tâm ở trên đấy liên tục. Cho nên là cái tầng thiền nó chỉ đắc được sơ thiền thôi.
nó không thể rời được cái thiền chi tầm. Tầm là hướng tâm lại. Thiền niệm sẽ chết chỉ đắc được sơ thiền, không đắc được thiền nào cao hơn. Với người chưa thường từng thấy một cái thân chết nào thì có thể thực hành được thiền niệm sắc chết không? Với người chưa từng thấy xây chết thì không thể thực hành được. Vì đó ít nhất phải trông thấy xác chết một lần, rồi cố gắng tưởng lại cái xác chết đó thì mới thực hành được thiền này. Nên là nếu mà thấy người chết thì phải chịu khó lại xem một tí, ngó một cái, phải ghi nhớ cái hình ảnh thì lấy để làm đối tượng để mai mốt thực hành thiền niệm xác chết. Thời nay người ta chôn hoặc là thiêu xác chết trước khi nó phân hủy thì có thực hành được thiền niệm xác chết không? Thì nếu mà thực hành thiền niệm xác chết thì thiền làm sao? Chưa chờ đến lúc mà nó bị phân hủy, chưa chờ đến lúc nó bị chương trình người ta đã mang đi chôn hoặc mang đi đốt rồi. Thì giờ mình hành thiền xác chết thì làm sao? Thì lúc đấy mình phải quan sát một cái xác mới chết. Dù cái người đó là mới chết cũng được, chưa phân hủy, nhưng mà mình tưởng nhớ lại. Tưởng nhớ là thiền sinh có thể hình dung ra quá trình phân hủy, giỏi bỏ bu bám trên xác chết. Mình hình dung thêm ra, mình tưởng tượng thêm ra nữa, những cái quá trình mà nó chương trình lên hay nó phân hủy ra, giỏi bỏ này thì mình tưởng tượng ra cũng được. Có nghĩa là mình, miễn là mình nhìn thấy một cái xác chết, về sau đó mình tưởng tượng thêm nó ra nữa, thì nó cũng kinh cảm. Thì nó cũng sẽ làm cho mình ghê gớm và nhàm chán và đắc thiền được. Thiền sinh sơ cơ thì nên tránh những cái loại xác chết nào? Với cái người mà mới thực hành thiền ấy, sẽ có một cái số cái xác chết mà mình không nên tiếp cận, không nên tiếp xúc. Đó là xác chết của người khác phái, không phù hợp vì sẽ khởi nên tham dục. Ví dụ thiền sinh nam mình không chú tâm vào xác của thiền sinh nữ, à của xác chết của người nữ. Mà thiền sinh nữ thì không nên chú tâm đến xác chết của người nam. Nhìn thấy xác chết cũng khởi nên tham dục ạ. Xác chết của một người thân là không phù hợp, mình dễ sinh ra bi ai. Giờ mình chú tâm vào người xác chết ấy, người thân mình có cầm được lòng khóc hú hú luôn. Mình cho nên là cũng không, cái xác chết là người thân, người quá thân thiết trong gia đình thì mình cũng không nên làm đối tượng, không nên lấy làm đối tượng để hành thiền. Thì mình cứ nhớ đến, mình cứ hình dung đến cái hình ảnh của người thân đấy, cái là mình cũng xót xa. Bi ai nó lại khởi lên mà mình không đắc thiền. Xác chết của kẻ thù không phù hợp, mình thích thú. Mình thấy cái kẻ thù chết là mình thích thú, à, nó cũng không sinh ra cái kinh cảm được. Ba cái xác chết này là nên tránh đối với một thiền sinh trước cơ. Với một cái người mới thực hành thiền thì nhớ là tránh ba cái đối tượng này. Không được chú tâm vào xác chết của người khác phái, mà người quá thân và một cái người quá ghét. Ba đối tượng này. Người ta chỉ tham ái với xác sống, chẳng ai tham ái với xác chết, thì thực hành thiền niệm xác chết để làm gì? Ai tham ái với cái xác chết rồi? Chết thì còn ai tham, người ta toàn tham với xác còn sống mà. Sao quán bất tịnh với xác sống thì quán bất tịnh trên xác chết? Thực hành thiền quán bất tịnh trên xác chết, hành giả cũng cảm nhận được sự bất tịnh của xác sống. Khi mà mình quán cái xác chết, mình cũng cảm nhận được cái bất tịnh của xác sống thì được che đậy bởi cái sự vệ sinh và độ trang sức. Nếu bây giờ mình thử mình không vệ sinh mà xem, mình không vệ sinh mà xem thì nó cũng hôi thối khủng khiếp luôn. Không đeo đồ trang sức mà xem trông nó cũng ghê gớm luôn. Chẳng có gì đẹp. Bây giờ mình không tắm, không rửa, không chải đầu, không đánh răng, không rửa mặt, không thay quần áo, không gì hết. Thì đi đến đâu cái mùi của mình nó cũng xú uế, nó bốc lên khủng khiếp như vậy. Bản chất bên trong thì cũng bất tịnh, chẳng kém gì cái xác chết. Cái xác sống nó cũng bất tịnh, chẳng kém gì. Người thực hành thiền niệm quán bất tịnh trên xác chết thì cũng sẽ ni dục đối với những cái xác còn sống. Vì vậy cho nên là chỉ cần tập trung trên xác chết thôi, nó sẽ hết tham ái đối với những cái xác còn sống khác. Mai mốt mình nhìn những cái xác còn sống khác mà mình cảm thấy cái xác này nó có sự hấp dẫn một cái, mình chỉ tác ý đến cái xác chết một cái. Cái xác này mai mốt cũng chết như cái xác mà mình hành thiền, là tự động nó nhàm chán luôn.
hết cái tham ái, hết cái tham dục. Đấy, nó có cái sự ni dục đối với xác còn sống. Đấy là cái thiền niệm xác chết. Đây là một trong những pháp thiền mà đi đến cái sự giải thoát rất là nhanh chóng. Kể thời Đức Phật vậy, thời Đức Phật vậy, có những cái thời Đức Phật mà có một cái ở cái nước ở bên cái nước Xá Vệ, Xá Vệ có một cái cô gái này, cô giống như là cái người hoa hậu mà nổi tiếng khắp cả cái đất nước đấy và các đất nước khác. Cô này cũng là một cái người đẹp sắc nước hương trời, đẹp nổi tiếng như vậy. Nhưng mà đến lúc mà cô này cô ấy bị bệnh, cô chết cái lúc ấy nó cũng còn trẻ. Và nhà vua đến báo với Đức Phật là cô gái trẻ đẹp này đã chết, mà ý là muốn nhờ Đức Phật là muốn giáo hóa cho dân chúng hiểu rõ về cái sự vô thường của cái thân con người. Thì Đức Phật mới nói với nhà vua là bây giờ cho quân lính canh gác bảo vệ cái xác chết ấy, đừng để cho con gì nó ăn. Chờ 3 hôm sau rồi cho cái xác chết ấy bắt đầu nó phân hủy đi. Thì lúc đấy Đức Phật mới cho tất cả các đệ tử đi ra đấy để thăm cái xác chết. Rồi là báo cho nhà vua là báo hết người dân ở trong thành, hàng trăm ngàn người kéo nhau ra để viếng cái xác chết. Mà khi mà ra đến nơi rồi đấy, thì lúc đấy Đức Phật mới nói với vua đấy. Đấy là cái lúc cô này cô còn sống, cô trẻ, cô đẹp như thế, cô giá trị như thế, thì bây giờ thử mang cô ra bán xem có ai mua. Bảo bây giờ bán cái cô này thì lấy giá 1.000 đồng tiền, có ai mua không? Không ai mua. 100 đồng không ai mua, 10 đồng không ai mua, 1 đồng cũng không ai mua, nửa đồng cũng không ai mua. Thế bây giờ cho không, mà cho không cũng không ai lấy, không ai nhận. Thế mà lúc mà cô mà còn sống thì cô được mọi người yêu quý, được mọi người ca tụng, được mọi người hết lòng sùng bái về cái sắc đẹp của cô. Thì mới chết được có 3 ngày thôi, nó đã trở thành vô giá, vô giá trị. Lúc mà còn sống thì trở thành vô giá, mà lúc chết thì nó vô giá trị, không còn một giá trị thì không còn một xu nào nữa, cho không không ai lấy nữa. Thế nên lúc đấy thì Đức Phật mới thuyết giảng về cái tính chất bất tịnh, về cái sự vô thường giả tại. Và sau cái bài giảng thì rất nhiều người giác ngộ ra được sự thật, giác ngộ ra được chân lý và đoạn trừ dứt được cái tâm tham, đoạn diệt trừ được hết cái tâm tham và giác ngộ được sự thật và chứng đắc các đạo quả. Thì và trong cái quá trình đi thuyết pháp mà Đức Phật, nhất là đối với những đệ tử là những người xuất gia, thì Đức Phật hay khuyến khích là đến các cái nghĩa trang, đến các cái nơi nghĩa địa người ta quăng xác chết, bỏ xác chết, thì đến đấy là để quán cái tính chất bất tịnh của xác chết. Và rất nhiều người đã chứng đắc các đạo quả, chứng đắc các thánh quả trong cái lúc mà đang quán các xác chết, đang quán các cái tử thi. Và có là những cái câu chuyện là có một cái vị sa di đi vào trong rừng lượm củi, và trong rừng thì vị đó mới nhìn thấy một cái xác chết. Thì vị đó chú tâm trên xác chết đó, tập trung vào cái xác chết đó, thì vị đó chứng được sơ thiền. Sau đó vị quán cái tính vô thường, khổ vô ngã trên xác chết đó, vị chứng được sơ quả, nhị quả, tam quả. Xong rồi vị đó quay ra, vị gọi một vị tỳ kheo này, sư huynh nhớ lại kia mà xem có cái gì hay đâu. Nên là cái vị tỳ kheo này bên lại cũng thấy cái xác chết, vị đó cũng chú tâm vào đấy, cũng chứng được sơ thiền. Sau đó vị đó quay sang quán cái xác chết này, nó chỉ là cái sắc thân, quán cái sắc thân ấy, quán cái danh sắc bên trong bên ngoài là vô thường khổ vô ngã. Thì lúc đấy cái sự kinh cảm nó khởi lên, để cũng chứng được các đạo quả, sơ quả, nhị quả, tam quả. Có những người thì quán sắc chết có thể chứng được các đạo quả A-la-hán. Cái sự quán cái xác chết nó sẽ làm cho cái sự kinh cảm rất là nhanh, hiểu được cái sự vô thường rất là nhanh, giác ngộ được chân lý rất là nhanh, diệt trừ được cái tâm tham sân si rất là nhanh. Nếu mà mình cứ quán cái xác chết liên tục, nhưng mà đời này ví dụ mình cứ hay quán liên tục mà mình không đắc thiền, thì nó cũng sẽ gieo được cái chủng tử, đó là cái sự nhàm chán ni tham vào trong tâm. Có thể đời này mình chưa đắc được đạo quả, nhưng mà đời sau mình chỉ cần nhìn thấy một người chết một cái là mình kinh cảm luôn. Cho giống như Đức Phật ấy, đi dạo chơi 4 cửa thành ấy. Đến cửa thành thứ nhất thì người thấy người già, cửa thành thứ hai thấy người bệnh, cửa thành thứ ba thấy người chết.
nhìn thấy người chết cái kinh cảm luôn, không muốn làm vua, không muốn làm cái gì đâu, chán hết luôn, muốn đi tu. Đấy là một cái sự kinh cảm, cái sự thức tỉnh, nó cao độ do cái ba la mật về cái quán niệm về xác chết nó quá là mạnh, cho nên bây giờ thấy xác chết một cái là thức tỉnh liền, thấy xác chết một cái là nhàm chán luôn, biết ngay này một ngày nào đó mình sẽ chết, tất cả mọi thứ ở trên thế gian này nó chỉ là giả tạo, nó giống như là cái bong bóng ở trên mặt nước, nó trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn nó lột bùng một cái hết. Cái cuộc sống này nó cũng tựa như vậy, nó giống như là cái bóng nước ấy. Thế đến lúc mình chết nó giống như cái bóng nước nó lột bùng một cái hết. Cuộc đời này nó giống như một cái giấc mơ ấy. Lúc còn sống mình giống như là đang mơ, đến lúc chết thì nó mới thấy một giấc mơ đã tàn hết. Cuộc đời nó giống như là một cái bộ phim, một cái bộ kịch. Thế là bao nhiêu chuyện vui buồn nó chỉ là cái trò hề thôi. Đến lúc mình thức tỉnh ra mình thấy đời chẳng có gì nó có ý nghĩa. Đấy, cái sự quán về sự xác chết nó sẽ nhanh chóng đi đến cái sự giác ngộ như vậy, nhanh chóng đi đến giải thoát như vậy. Hết bài. Akasattha Javo.